Thầy xin chào tất cả các em. Thì hôm nay thầy cùng các em chúng ta sẽ học môn mỹ thuật lớp 2. Với cái chủ đề 2 đường đến trường em. Bài 6 cổng trường nhộn nhịp. Trước hết thì các em hãy chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập cho cái môn mỹ thuật ngày hôm nay, như là bút chì, thầy, bút kẻ, giấy màu, giấy vẽ. Khi các em đã có đầy đủ đồ dùng học tập rồi thì thầy cùng các em chúng ta qua phần đó là tìm hiểu cái mục tiêu của bài học. Thứ nhất là các em nhận biết được nét hình và vẽ màu cơ bản trong sản phẩm mỹ thuật. Thứ hai là bước đầu chỉ ra được cách kết hợp nét, hình, màu, tạo nhịp điệu của hoạt động trong tranh. Thứ ba là vẽ được bức tranh về hoạt động của học sinh ở cổng trường. Thứ tư là các em cảm nhận được vẻ đẹp và nhịp điệu của nét, hình, màu được thể hiện trong tranh. Như vậy là các em đã nắm được cái mục tiêu bài học ngày hôm nay rồi. Thì thầy cùng các em qua phần tiếp theo. Đó là tiết thứ nhất. Trước hết là các em quan sát hai bức ảnh để trả lời cho thầy một số câu hỏi. Thứ nhất là trước và sau cái giờ học thì ở cổng trường thường diễn ra những cái hoạt động gì? Thứ hai là hình dáng và hoạt động của mỗi người khi đó như thế nào? Như vậy là trước cái cổng trường, sau giờ học thì ở cổng trường thường rất là đông, rồi còn có bố mẹ hay là anh chị đưa đón con ở cổng trường. Thì cái lúc này mỗi người một dáng khác nhau, như là đi, đứng, chạy, nhảy hay là vui đùa, thì cổng trường đông vui nhộn nhịp. Như vậy thì các em biết cái cách vẽ như thế nào? Thầy cùng các em để qua phần tiếp theo. Đây là cái cách tạo sản phẩm mỹ thuật có nhiều người. Thì các em hãy tìm hiểu cái cách tạo dáng bức tranh có nhiều người qua 4 bước như sau. Thứ nhất là các em vẽ một số cái hình tròn to nhỏ ở các cái vị trí khác nhau trên tờ giấy. Bước thứ hai là các em tưởng tượng và vẽ dáng người từ các cái hình tròn. Bước thứ ba là các em vẽ thân hình để thể hiện quang cảnh cổng trường. Và cuối cùng là các em vẽ màu và hoàn thiện sản phẩm qua 4 bước như thầy vừa hướng dẫn. Bây giờ thì thầy mời các em chúng ta xem cái đoạn video hướng dẫn cái cách tạo sản phẩm mỹ thuật có nhiều người.
Như vậy là các em vừa được xem một đoạn video hướng dẫn cái cách thực hiện. Thì bây giờ thầy cùng các em chúng ta hãy qua phần tiếp theo, đó là tham khảo một số cái bài vẽ của các bạn học sinh lớp trước, để các em quan sát một số cái bức tranh của các bạn học sinh lớp trước, để chúng ta có thêm nhiều cái ý tưởng cho cái phần thực hành bài vẽ của mình. Đây là một số cái bài vẽ của các bạn học sinh lớp trước, vẽ về cổng trường nhộn nhịp, rất là phong phú, rất là đa dạng, rất hài hòa hợp lý về màu sắc bố cục, và các em tham khảo để có những ý tưởng sáng tạo thêm. Như vậy là chúng ta qua phần thực hành, các em vẽ tranh cổng trường nhộn nhịp như thầy vừa hướng dẫn. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian thực hành rồi. Chuẩn bị cho thầy ở cái bài học sau, tiết học sau, đó là hoàn thành cái sản phẩm ở tiết 1, chuẩn bị đầy đủ nội dung để chúng ta học cái tiết học tiếp theo trong tuần học sau các em nhé. Thì như vậy là hôm nay thầy cùng các em chúng ta lại quay trở lại với chủ đề 2, đường đến trường em, bài 6, cổng trường nhộn nhịp. Tiếp thứ 2, như ở tiết trước thầy đã hướng dẫn chúng ta, thì tiết thứ 2 này các em hãy thực hành và hoàn thành cái bài vẽ tranh cổng trường nhộn nhịp của tiết học trước. Thì sau khi mà các em đã hoàn thành cái sản phẩm của mình, bức tranh của mình, thì các em hãy cảm nhận, chia sẻ, giới thiệu đến cái sản phẩm của mình cho người thân, bạn bè xung quanh biết về cái sản phẩm mà các em đã tạo nên qua một số cái gợi ý như sau. Nhất là giới thiệu cái nội dung bức tranh của mình và tại sao em lại chọn cái nội dung đó. Thứ hai là nêu cái suy nghĩ, cảm nhận về cổng trường mình khi mà đến trường vào buổi sáng và tan học vào buổi chiều. Thứ ba là chúng mình cần làm gì để thể hiện cái phép văn minh lịch sự ở cổng trường. Như vậy là chúng ta đã chia sẻ cảm nhận được rồi. Thì bài sau là bài 7, con mèo tính nghịch, hai tiết. Thì thứ nhất là các em quan sát tìm hiểu về con mèo, thứ hai là các em chuẩn bị rất nặng cho cái bài học sau. Như vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Thì thầy hẹn gặp lại các em trong những cái bài học lần sau. Xin chào tất cả các em.